Xin chào Phú, cả bọn em hôm nay đang có chút thời gian hỗ trợ nhà trường là thực hiện các cái video của cựu học viên đối với là những bạn đã tốt nghiệp ra trường. Thì đầu tiên thì em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cũng như công việc hiện tại để cho các bạn học viên có thể nắm được không? Xin chào anh, thì em tên là Lê Văn Phú, học viên khóa CP09. Thì hiện tại thì em đang là senior của đội AOS bên VC Corp. Công việc của mình thì hàng ngày thì em sẽ làm công việc như thế nào? Bây giờ hiện tại thì công việc hàng ngày của em là lên chủ yếu là để bọn em đang làm một số ứng dụng về mạng xã hội bên PC. Thì nếu như mà ai quan tâm thì cũng có thể lên cái trang báo thì có thể biết được thông tin về những cái đấy. Thế thì trước khi vào VC Corp ấy, thì khi mà em mới tốt nghiệp ra trường ấy, thì trong quá trình mình đi xin việc ấy, thì khó khăn em gặp phải là gì? Khó khăn thì em không gặp phải, tại vì thực chất ra thì ngày xưa thời kỳ đầu khi em học xong ấy, thì em đi làm các dự án startup. Thì lúc đấy gần như là các startup thì lúc nào người ta cũng thiếu người. Thì mình cứ apply vào sẵn sàng training không lương thôi. Em cũng phải training không lương khoảng 1-2 năm sau đấy mới chính thức apply vào VC. Tức là lúc trong quá trình đấy thì mình phải lấy kinh nghiệm trước. Đúng rồi. Còn nếu mà bảo khó khăn thì chắc là khó khăn thứ nhất là không lương thôi. Không lương thôi. Vậy thì cái thời điểm đấy thì cái tốc độ mà hòa nhập được với cả bên ngoài ấy, thì với các cái nền tảng công nghệ như thế thì em hòa nhập như thế là em đánh giá tốc độ nhanh hay là chậm? Nếu như mà trong quá trình học mà mình xác định được định hướng ấy anh, thì mình hòa nhập rất dễ luôn. Thực chất là hòa nhập rất dễ, tại vì bản chất là khi mà học là các công nghệ nó xâm xem nhau rồi. Kể cả bây giờ cái công nghệ gần như là bão hòa nhau rồi, chủ yếu là mình xác định là làm cái gì thôi. Mình thích làm web hay là làm mobile hay là PC. Đấy là do mình quyết định thôi. Ok. Thế thì trước khi vào VC Corp thì cũng kinh qua được bao nhiêu công ty nhỉ? Chắc phải đến hai công ty đúng không? Thì nhưng mà ý anh muốn hỏi là cái lĩnh vực mình làm ở các công ty startup kia ấy, với công việc hiện tại thì nó có liên quan nhau không? Hay là nó tức là cùng một công việc đúng không? Nó cùng đều là một mảng hết. Một mảng hết đúng không? Thì để mà đóng góp cho nhà trường thêm những cái ý tưởng hoặc là với những cái hòa nhập cái kiến thức tốt hơn đấy, thì theo em thì ở nhà trường mình ấy, ngoài chuyên môn ra này, các kỹ năng hay là các hoạt động như thế nào thì nó cho nó phù hợp hơn, nó phát triển hơn đối với các bạn học viên? Nếu mà trong quá trình thực ra nói thì bây giờ sau đến tính ra là cũng gần chục năm rồi, thì em đúc rất ra kinh nghiệm là nên training cho học viên kỹ năng teamwork. Với cả trong quá trình làm các dự án project của các khoa của các gì của các kỳ đúng rồi, thì nên lấy một số dự án gọi là thực tiễn ấy. Tức là nên áp ứng dụng những công nghệ thực tiễn bây giờ luôn ấy. Chứ không cần phải sách nữa mà ứng dụng thực tiễn vào để cho học viên làm luôn, để học viên tự hiểu được cảm giác là nó sẽ như thế này này. Cái ứng dụng đời xa nó sẽ làm cái này này. Đúng rồi. Đấy. Thì lúc đấy học viên nó sẽ có cảm giác hơn. Thế là em thấy tốt nhất là nên, nếu mà có thể thì nên thành lập một dạng như là thành lập câu lạc bộ. Về câu lạc bộ này thì thực chất ra thì em thấy là câu lạc bộ không đúng, nó cũng không dạng thế, mà em thấy là nên thành lập một team outsourcing. Tức là tại vì khi anh thành lập câu lạc bộ, anh tham gia công việc trong đấy thì chưa chắc anh đã được trả công. Nhưng khi anh thành lập một team outsourcing, dạng như là có thể là có một thầy nào đấy có dự án nhỏ nhỏ này thôi, thầy dẫn nhận, thầy làm được, nhưng mà thầy vẫn đẩy cho học viên. Học viên nào thích làm vào làm, thầy sẽ training kỹ năng đấy. Bạn ấy làm được, bạn ấy sẽ được hưởng cái quyền lợi của bạn ấy. Nhưng nếu bạn ấy bị chậm deadline, bạn ấy chắc chắn sẽ bị phạt. Thì lúc đấy bạn ấy sẽ biết được cảm giác về sau đi làm đi làm như thế nào, đúng không? Cái deadline là cái sợ nhất của những người đi làm, đúng không? Tại vì em thật là chậm tiến độ của bài tập thì cùng lắm là trừ điểm. Nhưng chậm tiến độ của dự án thật nó lại đánh vào kinh tế. Và nó sẽ đuổi, các bạn sẽ hiểu được là đi làm nó không phải dễ đâu. Lúc đấy bắt buộc phải training kỹ năng, phải tự tìm hiểu. Thế thì em đánh giá như thế nào về
vì mình đã làm trong ngành cũng gần 10 năm nay rồi, thì em đánh giá như thế nào về cái cơ hội cũng như là cái sự tiềm năng của đối với ngành lập trình này? Em thấy cơ hội thì nó vẫn rất nhiều. Đúng ra nó thì bây giờ, ngày xưa tầm khoảng 10 năm trước nó là cơ hội vàng. Thấy lúc đấy là sức còn rất ít lập trình viên, nhưng mà bây giờ thì nó thành cơ hội kim cương. Tại vì nó hết quá trình đi tìm người, bây giờ là thiếu người, tại vì các ứng dụng ra rất nhiều, ý tưởng ra rất nhiều, nhưng mà vấn đề là em đi phỏng vấn rất nhiều người rồi thì em thấy một điều này, các bạn bây giờ ỷ lại về một cái gọi là cost platform quá nhiều. Native bây giờ rất ít, trong khi em thật là có thể các bạn cost platform thì các bạn học rất nhanh, nhưng mà native là thứ không bao giờ có thể chết, nó sẽ còn mãi, cho nên là nên chuyên sâu về một ngôn ngữ, rồi sau đó các bạn thích làm cái gì thì các bạn có thể tự nhảy, lúc đấy là tính sau. Vậy thì đối với các bạn học viên của mình, thế thì em có thể khuyên đưa một lời khuyên nó sâu sắc hơn, nó sát hơn nữa các bạn. Mình có hồi tưởng mình đang là sinh viên đi. Sát hơn thì em thấy chỉ cần có thể gọi là các bạn cần chú ý về cái gì chẳng hạn? Chưa là đam mê. Các bạn phải có đam mê các bạn mới làm được. Chứ kiểu như là thấy cái này hay hay, ở thì tham gia tí, thường thì các bạn ý học cuối cùng không thể làm gì cả. Chưa kể có đam mê một này, nhưng mà vấn đề là các bạn thuyết phục sao cho gia đình cũng phải đồng ý cái đấy. Tại vì không thể nào mà đam mê các bạn cứ có thể đốt tiền mãi của nhà được. Đốt tiền mãi thì lúc đấy các bạn sẽ bị chịu một cái gọi là áp lực kinh tế. Khi gia đình đã ép bạn cái lúc nào phải bạn kiếm tiền về mà bạn lại không thể nào theo đam mê được, thì bạn sẽ phải đi làm cái khác. Mà đi làm cái khác thì cái tâm huyết của bạn, cái thời gian mà dành cho đam mê nó sẽ giảm dần, từ đấy là thành công khó lắm. Hoặc là nếu các bạn thông minh sẵn này, học toán tốt, tiếng Anh tốt thì có thể đâm đầu thẳng vào cũng được. Ok, rất là cảm ơn em. Hôm nay thì một lần nữa là cảm ơn Phú và đã có dành thời gian chia sẻ đối với các bạn học viên các hệ sau. Cũng xin chúc em luôn luôn là phát triển với công việc hiện tại và cùng với gia đình là luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn.